Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cách mình tận dụng cái bình nước 6 lít. Đây các bạn. Đó, cái bình nước 6 lít để mình trồng cây đậu bắp nha các bạn. Cái bình 6 lít này mình đã cắt bỏ cái phần đầu, phần trên này nha các bạn. Mình đã cắt bỏ cái phần trên. Còn cái phần dưới đáy bình mình không có dùi lỗ nha các bạn. Mình không có dùi lỗ, mà mình chỉ có dùi lỗ ngang hông bình, từ đáy bình lên trên ngay chỗ cái lỗ mà mình dùi á các bạn, là cách 5 cm nha các bạn. Cái bình này là mình dùi hai lỗ, bên đây một lỗ và bên đây một lỗ nha các bạn. Đó. Rồi, bây giờ là mình xin giới thiệu qua bên tới cái phần đất nha các bạn. Đây các bạn. Cái đất này á, là mình đã có ủ qua với cháu rồi. Đó. Nó rất là tơi xốp ha. Đó. Bây giờ là mình trộn thêm vô một ít phân gà. Đây là phân gà này nhà mình đã ủ hoai rồi. Nếu các bạn không có phân gà thì mình có thể dùng phân bò hoặc nhiều loại phân khác để mình trộn trồng cũng được nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ cho đất vô trong cái bình này nha các bạn. Đó. Mình cho đất vô đây là đủ rồi các bạn, được rồi. Bây giờ là mình xin giới thiệu qua với các bạn. Đây là đậu bắp này nó đã ra được mấy đó thật rồi nè các bạn. Đó. Kỳ này là mình trồng đậu bắp này nha. Đây nè các bạn. Kỳ này mình trồng đậu bắp này. Và cái hạt đó mình đã gieo lên nó đã lên được mấy lá thật rồi nè các bạn. Đó. Bây giờ là mình cho nó vô trong cái bình các bạn ha. Đây các bạn coi nè, cái rễ nó ra rất là nhiều luôn. Bây giờ là mình tưới cho nó một miếng nước nha các bạn ha. Tưới nước các bạn thì mình cũng vẫn tưới là mỗi một ngày là 2 lần, sáng và chiều nha các bạn. Đó, từ từ nó sẽ hút xuống các bạn. Mình đem cái cây đậu bắp con ra trồng đến nay nha các bạn là nó được 14 ngày đó, 14 ngày. Còn mà nếu tính như là từ hôm mà mình gieo hạt đến nay là cái đậu bắp này là được 26 ngày. Mời các bạn xem hôm nay rễ nó ra rất là nhiều luôn đó, các bạn xem rễ ra rất là nhiều luôn nha các bạn. Mà cái đậu bắp á hôm nay nó cũng đang ra nụ nha các bạn, nó đang ra nụ rồi nè. Đó, toàn bộ cây nào cũng ra đều hết luôn nè. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rễ ra rất là nhiều luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ bổ sung thêm đất và thêm phân nữa.
cho nó tốt nha các bạn. Rồi, bây giờ mình bón thêm phân đi. Mình cắt bỏ bớt những cái lá gốc bên dưới nha các bạn. Bây giờ mình làm trước hai cây này cho các bạn xem ha. Đó. Rồi chút xíu nữa mình sẽ bón tiếp hết những cái cây kia ha. Mà mình bón vẫn giống nhau nha các bạn. Đây các bạn coi nè, mình xới bớt cái đất này lên cho nó xốp nè. Mà các bạn nhìn thấy cái đất của mình nó rất là xốp luôn. Đó. Mình sẽ bón phân theo cái viền thùng này nha các bạn. Đó, mình bón theo cái viền thùng này. Cái đất mình gom lên cái gốc cây này nha các bạn. Đó, gom vô. Rồi, mình xin giới thiệu đây là cái con gà nha các bạn. Cái con gà này là mình đã ủ hoa rồi nè. Đó. Nếu các bạn không có con gà thì mình có thể dùng con bò mình bón cũng được nha các bạn ha. Mình sẽ bón thêm cái theo cái ven cái thùng này nha các bạn. Còn ở đây là mình sẽ phủ lên đất nha các bạn. Cái đất này là mình đã có ủ qua với chấu rồi. Nó rất là tơi xốp nha các bạn. Bên đây cũng y vậy các bạn. Các bạn mình nên bón cái ven của cái thùng này thôi nha các bạn ha. Mình đừng có bón ngay cái gốc quá. Nó dễ làm cho cái cây nó bị nóng và nó héo nha các bạn. Đậu bắp hôm nay ra hoa rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó. Mời các bạn xem ha. Đây, những cái nhánh nó ở trong thân cây nó ra nhiều lắm nè các bạn. Đó. Cái này nó đã đậu được một trái rồi nè các bạn. Đây nó đậu được một trái rồi nè. Các bạn coi đây. Cây nào cũng ra nhánh rất là nhiều. Cây này cũng đậu trái nha các bạn. Đậu bắp này tính ra từ hôm mình gieo hạt đến nay là được 35 ngày nha các bạn. 35 ngày mà nó đã có trái rồi nè. Cái này là đậu trái rồi nè các bạn. Đây là cái này là cái trái nó đã đậu rồi nè. Cái này đậu được một trái. Đó. Mà nó còn lùng sủng rồi các bạn. Cây này là được một trái rồi nè. Đó. Đậu bắp nhà mình hôm nay trái nó cũng lớn lắm rồi nè các bạn. À, mời các bạn xem ha. Đó. Những cái nhánh ở trong thân đậu bắp nè các bạn. Đó, nó cũng đang ra nụ nè. Ở trên cái ngọn đậu bắp này các bạn. Nó cũng bị mấy con rầy riệp nó. Đây nè các bạn. À, nó bị rầy riệp nè. Cái mình lấy cái bình xịt nước này nha các bạn. Này mình lấy cái bình xịt nước này. Đó. Mình xịt mạnh đó các bạn. Mình xịt mạnh á. Xịt mạnh này nó cũng rớt đó các bạn. Đó, mời các bạn xem ha. Cây nào nó cũng ra trái đều hết.
cây nhỏ nhỏ mà trái nó ra vậy nè, các bạn nhìn thấy cưng quá. Đây các bạn coi cái nhánh này nè, cái nhánh này cái nụ cũng đang ra nè đó. Cái cây này nó cũng ra được mấy nhánh nha các bạn, nó ra được mấy nhánh. Cái đậu bắp này trồng á là mình không có cắt ngọn nha các bạn, mình vẫn để ngọn bình thường ha. Hôm nay trái nó cũng ra lớn lắm rồi. Đây các bạn, đây nè, nó ra nhánh á, nó có cái nụ rồi, nó có nụ hết rồi, mấy cái nhánh này nó có nụ hết rồi. Hôm nay đậu bắp nhà mình trái nó rất là lớn rồi nha các bạn. Đó, mời các bạn xem. Đó, cây nó lùn như vậy nè các bạn, mà trái nó ra được nhiều như vậy nè. Một cây này là được tới mấy trái rồi nè các bạn. Nè các bạn coi nè, cái trái này là nó cũng đã đậu rồi nè. Đậu này, trái nhỏ này đậu rồi. Mà ở bên trên nè các bạn xem. Đó, cái ngọn nó còn lên trái nhiều ghê. Cây bên đây cũng vậy nha các bạn nè. Mình thấy trồng cái đậu bắp này các bạn nó rất là dễ luôn nha. Mà cái loại này các bạn, cái cây nó lùn, nó không có cao, có cao giống như mấy cái loại đậu bắp kia. Đó, đó các bạn coi. Đây các bạn coi cái cây này nó lùn nha, nó lùn mà nó trái nó cũng ra được như vậy nè. Đó, nó có chút xíu à mà trái nó ra như vậy, mà nó còn đang ra nha, ra cái nhánh ở trong cái thân cây này các bạn, nó đang ra nụ nè, nó đang ra nụ nè các bạn. Này, cây này trái còn thấy cưng nữa nè các bạn coi nè. Đang ra hoa, hoa đang nở nè. Mình thấy trồng ở trong cái bình này các bạn nó rất là tiện lợi luôn nha. Mà cái đậu bắp này cái cây nó là không có được cao các bạn, là mình có thể di dời cái bình này. Đó, di dời bình này là mình dời chỗ này sang chỗ khác cũng được nha các bạn. Tại vì cái cây này nó lùn các bạn, mình có thể dỡ luôn cái bình này lên nè. Đó các bạn coi nè, mình dỡ lên. Đó, dỡ xuống vậy nè, mình di dời đi các bạn ha. Cái đậu bắp này á, từ hôm mà mình gieo hạt đến nay nha các bạn, là nó mới có 42 ngày. Các bạn coi nó 42 ngày mà trái nó được như vậy rồi nè. Cây lùn mà mình lại mau thu hoạch trái nữa nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn là cách mình trồng đậu bắp trong cái bình 6 lít nha các bạn. Rất là tiện lợi. Mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video sau. Chúc các bạn trồng thành công nha.